Rồi, hello các bác, nay kênh âm thanh Đặng Duy Audio xin test cơ âm ly Yamaha DSB AX763. Rồi, trước tiên thì mời các bác xem qua cái hình thức của em đó. Con này mặt phay nhôm nha các bác, mặt phay nhôm vàng chanh. Máy rất đẹp ạ. Đây có cấn nhẹ nè, các bác thấy. Đó, để tay em chạy. Còn lại đẹp hết nha các bác. Rồi, đây thì em đang test đường HDMI. Đây các bác thấy đường HDMI ngõ vào là DVD đây ạ. Bên đây là volume và hai kênh này, hai kênh stereo. Đó, nó hiển thị loa, số loa đây, hai kênh stereo. Con này cho phép chơi A cộng B. Đây, speaker. Speaker B, A cộng B. Ngắt luôn. A. Đấy, tín hiệu số VCM nha các bác. Đó, hai kênh stereo. Rồi, dưới đây là các phần cài đặt nhớ, bộ nhớ của phần cài đặt. Khi các bác vô menu cài đặt, cài vào chế độ 1, 2, 3, 4 thì các bác nhấn phím tắt vô đây, nó sẽ hiện lên cái chế độ đó. Rồi, tông control, bass chép cộng trừ 10. Các bác nhấn thêm cái nữa, chuyển qua bass. Rồi, chế độ step, chế độ mặc định của Yamaha. Khi các bác cấp nguồn phim hoặc nhạc vào thì nó tự động nó sẽ giải mã qua chế độ mặc định này nha. Còn các bác muốn chơi thủ công thì nhấn vô cho em đó, chơi hai kênh stereo nè, 7 kênh stereo nè, set enhancer nè, nâng tiếng hai kênh nè, qua nâng tiếng 7 kênh đó. Tiếng nó dày lên và nó lực lên nha các bác đó. Còn bên này input chuyển đường vào ạ. Các bác xoay chọn đường đó. Chuyển lại về lại DVD. Này con này thì đó, em đang test nó là HDMI out hình lên trên màn hình máy tính như vậy nha các bác. Và tiếng thì nó phát ra loa. Rồi, đi cùng em nó là cây remote Yamaha. Đầy đủ tính năng à. Chết. Enhancer. Đó. Đầy đủ chế độ menu setup nha các bác. Đây, menu setup, các phím điều hướng hoạt động tốt hết rồi. Đây, vô menu nó tạm ngắt tiếng một tí xíu. Đây, xuất hình lên trên này nha các bác. Enter. Đây, setup đầy đủ tính năng à. Rồi, em thoát ra. Rồi, tiếp theo. Size của con này. Đây, con này thì tầm 16, 17 nha các bác. Đó, găng tay của em đây. Máy cũng khá là nặng đó. Rồi, cạnh trên nha các bác. Đây, cạnh trên có chạy nhẹ một vài điểm. Đây, đây. Đây nữa. Đó. Nắp ok, không móp méo gì hết à. Đó. Rồi, hai cạnh bên. Rồi, cạnh bên này à. Đẹp hết nha các bác. Rồi đây tới phía sau. Phía sau thì em đang test đây, HDMI in. HDMI in. Và bên này là HDMI out. Đấy. Các cặp loa đây ạ. Rong A, Rong B. Center, surround bass. Con này chơi 7.2 nha các bác. Đánh hai súp điện ạ. Đây, hai súp điện. Đâu rồi? Đây ạ, đây. Phần real thì con này nó có real này thì các bác làm giải mã qua một cái âm ly khác chơi thoải mái ạ. Lấy con này làm như một cái DAC, các bác lấy cặp rong xuất ra được chính cho em. Đây hai súp đây nha các bác, đó hai súp. Rồi và cuối cùng là tên của em đó, Yamaha DSB AX763, đi 100V, công suất 300W ạ. Rồi các bác thấy phần sau của em đó rồi đó, cũng còn rất khá là đẹp à. Rồi con máy này hoạt động hoàn hảo hết, em đang bán với cái giá là 2.700.000 à, kèm theo remote nha các bác.
Rồi bác nào yêu em đó thì alo cho em số điện thoại 0799100001, em sẽ trả lời sớm nhất. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của em. Bye bye các bác.